lắp xe đạp Hải Phòng được không? Trong những video trước mình đã giới thiệu với các bạn nhiều cái mẫu xe đạp thể thao của Nhật đã qua sử dụng. Trong video này mình tiếp tục giới thiệu các bạn mẫu xe Mugano. Mugano là cái hãng xe thương hiệu Canada nhưng mà chưa sử dụng tại Nhật Bản sử dụng. Bằng hợp kim nhôm, mối hàn to, hiệu là Lugano, model là TR-1. Những cái model của những cái hàng Nhật bãi này thì các bạn có thể hoàn toàn lên Google search đúng theo tên nhà sản xuất là model thì các bạn sẽ là ra những cái link nước ngoài Nhật, và cũng vì cái xe Nhật này thì không thể nào mà nói sai được. Các bạn tìm đúng cái model TR-1. Cái 7005 này thì có nghĩa là cái khung này, cái chất liệu này thì được làm bằng cái nhôm 7005. Nhôm 7005 đầu 7 thì nó là đầu cao cấp. Thì cái nhôm nó sẽ nhẹ hơn, thì các bạn có thể tìm trên Google những cái chất liệu tập hợp những cái chất liệu aluminum nhôm. Thì đây, như các bạn nhìn thấy là thương hiệu Lugano của Canada đây. Có chữ Canada. Đó, Canada. Được rồi à. Chiếc xe này cũng khá là lâu đời, từ năm 2010. Được người dùng Nhật đăng ký sử dụng với công an Nhật. Đây là tem đăng ký sử dụng, gần như là kiểu biển số của xe máy ở Việt Nam mình nhé. Mỗi khi mà đăng ký này thì mất khoảng 500 yên, và tương đương với khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Đó, khung mối hàn to là trang bị. Khung thì chiếc xe thì được trang bị đùi đĩa 3 tầng. Hiệu Shimano. Đùi đĩa 3 tầng. Đề sau là Antut đời trước. Shimano Antut đời trước, đời thời xưa. Xe này khá là lâu. Rất là lâu rồi, căm lốc liền nhôm, trang bị bánh 700C. Xe được trang bị tay bấm xả 37, một bên 3 đĩa và một bên 7 lít của hãng Shimano. Như các bạn thấy thì đây là bên nhả lít và bên này là bên lên lít. Các bạn xem cách thức hoạt động của chiếc xe. Đó. Bên này cũng như vậy, tương tự là bên lên đĩa. Xe được trang bị máy ơ Formula công thức rất là phổ biến ở những cái dòng xe đạp Nhật bãi. Chiếc xe có tổng trọng lượng rất là nhẹ, không quá nặng, tầm khoảng 10 cân, 10 kg, rất là phù hợp với các bạn di chuyển trên phố và rất là nhẹ nhàng cho mục đích đi tập thể dục. Cái sừng này thì có rất là nhiều mục đích. Thứ nhất là nó sẽ tránh cho tay của mình bị thương tích trong khi mà di chuyển phố đông, va chạm mà xe với nhau thì nó sẽ cái tay của mình sẽ không bị thương. Cái thứ hai là nó là cái tay mình khi mà mình đi đường trường muốn đổi tay thì có thể cầm ở đây và mình có thể cầm đây là cầm tay, và các bạn có thể thay đổi khi mà va chạm với những cái xe mà đi trên đường ấy. Thì cái này nó sẽ giúp bảo vệ cho cái chiếc tay của bạn không bị chảy xước, không bị thương. Hoặc là khi các bạn ngã hoặc quẹt vào tường thì cái này nó sẽ giúp cho những cái tay phanh này nó không bị gãy. Cái này nó rất là nhiều tác dụng. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn
là chiếc xe Louis Gano thương hiệu Canada sử dụng tại Nhật Bản, có bán tại xe đạp hải phòng.com. nếu các bạn quan tâm đến xe đạp Việt Nam, xe đạp, các cái hướng dẫn xe đạp, sử dụng các cái review xe đạp, thì các bạn hãy like video của mình, video tiếp theo và hãy ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới. Bên cạnh nút đăng ký thì có cái hình chiếc chuông, hình chiếc chuông các bạn hãy ấn vào chiếc chuông để các bạn sẽ là những người YouTube đầu tiên có cái thông báo để các bạn khi chúng tôi có những video mới. Cảm ơn các bạn đã xem video.